các thầy trò Đường Tam Tạng đã đụng độ với Nam Phương tướng quân nổi danh của thiên giới, Tăng Trưởng Thiên Vương. Bọn họ không ngờ rằng ngay cả lão ta cũng sa đọa. Ngạo Tuyết vô cùng lo lắng, tên này so với 2 năm trước vốn không phải là cùng cấp bậc. Tăng Trưởng Thiên Vương lập tức mở ra hộp chứa pháp bảo và lấy ra một cái lệnh bài, coi như đây là món quà gặp mặt. Năng lực của Tăng Trưởng Thiên Vương chủ yếu là những món pháp bảo. Nhờ vào nó, lão có thể triệu hoán ra rất nhiều bảo vật mà mình đã thu thập. Món đầu tiên lão sử dụng có tên Xâm La Bảo Kính. Ánh sáng từ chiếc kính phát ra vô cùng chói mắt. Lực lượng ánh sáng hút các thầy trò vào thế giới bên trong chiếc kính, giam giữ bọn họ ở đây. Đường Tam Tạng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Tiểu Vũ không bị hút vào trong, nhìn xung quanh không thấy người của mình ở đâu. Cô nàng vô cùng hoảng hốt. Tăng Trưởng Thiên Vương vô cùng đắc ý. Chỉ khi lão rút lại pháp thuật hoặc là phá vỡ từ bên ngoài thì đám người Đường Tam Tạng mới thoát ra được. Điều này cũng đồng nghĩa rằng các thầy trò Đường Tam Tạng sẽ không thể dùng vũ lực phá hủy tấm kính được. Không có người ngăn cản thì bắt giữ Tiểu Vũ đã dễ như bàn tay rồi. Nhưng điều lão ta đã bỏ sót đó là chữ bát giới. Vì mắt đã bị chột nên chữ bát giới đã không bị cuốn vào thế giới trong tấm gương. Hắn ta bây giờ chính là hy vọng duy nhất của mọi người. Tăng Thiên Trưởng rất khinh thường bát giới. Chủ yêu như hắn há có thể so sánh được với thực lực của ám ảnh thần. Lão lại ném ra một tấm lệnh bài triệu hoán một con bạch tuộc khổng lồ. Xem bộ dạng thì bát giới bây giờ chính là người khổng lồ xanh, còn bên kia là quái thú khổng lồ. Chữ bát giới cầm theo bồ cáo lao lên, thành công bổ một cú vào đầu con mực, nhưng lớp da của nó lại quá cứng, bồ cáo không thể làm gì được. Nó vùng xúc tu đánh bay chữ bát giới, những cái xúc tu khác thì nhanh chóng vươn ra cuốn chặt lấy người hắn. Chữ bát giới cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài. Điều này làm cho đám người Đường Tam Tạng lại thêm lo lắng. Bọn họ bây giờ chỉ có thể ở đây chờ chết mà thôi. Nhưng không để cho bọn họ chờ đợi thì xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh cổng. Từ trong cánh cổng chui ra đám yêu quái vực sâu. Bạch Lang suýt chút nữa bị ăn thịt, các thầy trò phản công kịch liệt. Bạch Lang tránh trốn vào phía sau tảng đá, tưởng thế là an toàn. Nhưng không, vài tên yêu quái đã lẻn ra phía sau. May có sự nhắc nhở của Nhất Hổ, nếu không Bạch Lang đã trở thành món thịt nướng rồi. Đám yêu quái càng bị tiêu diệt thì càng xuất hiện nhiều hơn. Bạch Lang định sử dụng Hỏa Long Hồn nhưng không được. Hóa ra nơi này không thể thi triển bất cứ pháp thuật nào. Bọn họ chỉ có thể chống lại bằng võ lực mà thôi. Càng đánh thì bọn họ càng đuối sức, còn yêu quái thì càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc nữa, các thầy trò sẽ biến thành món thịt tươi sống của bọn chúng. Bên ngoài, chú bát giới vẫn dãy dụa thoát ra bởi vì hắn đã chọc giận mình, cho nên Tăng Trưởng Thiên Vương muốn cho hắn một cái chết đau đớn. Chữ bát giới vẫn như cũ lên tiếng mắng chửi. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ tính tới con đường chạy trốn. Nhưng bây giờ đã trở thành người sắp chết rồi, nên hắn không còn sợ cái gì nữa. Hắn bộc phát lực lượng, trực tiếp xé đứt mấy cái chân xúc tu, rồi sút cho con bạch tuộc lăn lồng lốc. Hắn giơ tay triệu hồi bồ cào rồi bắt đầu một lời tuyên bố hùng hồn. Dù có chết, thì cũng muốn làm anh hùng oanh oanh liệt liệt một lần. Hắn trực tiếp cầm bồ cào lao lên tấn công. Tăng Trưởng Thiên Vương hoàn toàn yếu thế và liên tục bị chèn ép. Nhưng con bạch tuộc vẫn chưa chết. Bạch tuộc bây giờ cũng đã bị ám hồn hóa, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chư bát giới lập tức bị xúc tu của nó và no đòn. Nhưng với cơ thể cơ bắp của mình, hắn ta nhanh chóng đứng dậy tránh thoát khỏi đòn công kích thứ hai. Sau đó, cầm bồ cào bổ vào xúc tu của nó. Thấy tên này đã mất bình tĩnh, chư bát giới nhanh chóng xông lên, nhưng tên kia đã nhanh trí phóng ra mực, đẩy lùi bát giới. Mực của nó có khả năng ăn mòn, chữ bát giới vô cùng đau đớn, không thể đứng dậy phản kháng được nữa. Kết quả sau đó là liên tục bị nó dùng gốc cây đập vào người. Tiểu Vũ lo lắng chạy ra ngoài cổ vũ chữ bát giới, nhưng nàng ta nhanh chóng bị Tăng Trưởng Thiên Vương bắt giữ. Lão thuyết phục cô nàng gia nhập vào ám hồn, Tiểu Vũ từ chối nên lão đành phải dùng sức mạnh bắt nàng ta đi. Thấy nàng ta sắp bị mang đi, chữ bát giới điên tiết, hắn há miệng cắt đứt xúc tu và tiễn con mực khổng lồ về đất mẹ. Tăng Trưởng Thiên Vương hoàn toàn không ngờ được chuyện này. Bảo vật bị giết chết, lão ta cực kỳ điên tiết. Nhìn thấy lão định thi triển ra bảo vật, chữ bát giới lập tức xông lên ngăn cản, sau đó bắt đầu bón hành cho đối thủ. Tăng Trưởng Thiên Vương bây giờ chỉ giống như một cục thịt, liên tục bị ăn đấm, cơ thể đâm vào gốc cây, bảo vật bên trong hộp đều bị rơi ra ngoài. Tuy nhiên, trận đòn vừa rồi vẫn chưa thể giết chết được Tăng Trưởng Thiên Vương. Lão ta cười phẫn nộ, hai tay bắt đầu thi triển pháp thuật. Chưa rõ lão sẽ sử dụng chiêu gì tiếp theo thì bộ phim đã chuyển cảnh. Các thầy trò Đường Tam Tạng đang phải chật vật đánh nhau với đám yêu quái. Bộ dạng ai nấy đều mệt mỏi. Nhưng dưới sự công kích liên tục, bọn họ hoàn toàn không có một giây phút nào rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng không may bị yêu quái xiên vào bả vai. Những người khác cũng gặp tình trạng nguy hiểm.
đám yêu quái cứ liên tục xông ra. Biết tình thế không ổn rồi, Đường Tam Tạng yêu cầu mọi người tập trung lại một chỗ. Chiến đấu nãy giờ, Sa Ngộ Tĩnh nhận ra đặc tính của tấm gương, nó hấp thụ năng lượng và sinh mệnh của con người. Sau đó, thúc đẩy sinh trưởng ra đám yêu quái này. Cứ như vậy, yêu quái sẽ xuất hiện liên tục không dứt, cho tới khi bọn họ kiệt sức mà chết thì mới thôi. Bây giờ bọn họ chỉ cố gắng cầm cự kéo dài thời gian mà thôi. Chữ bát giới vẫn đang cố gắng, bọn họ cũng không thể từ bỏ. Thế là các thầy trò lại lần nữa xông lên và tập phim khép lại. Video của mình cũng dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.